Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và cùng chúng mình cập nhật thông tin cách nhanh nhất. Chắc hẳn đối với mỗi học sinh, hình ảnh thả bóng bay trong ngày khai giảng đã quá đỗi quen thuộc. Nhưng mới đây, một tâm tư và ý kiến của một em học sinh cho rằng việc này nên được chấm dứt. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu xem sao nhé. Vào mỗi dịp khai giảng, như một truyền thống của nhà trường, việc thả những chùm bóng bay lên trời sẽ được thực hiện. Những học sinh sẽ viết những ước mơ của mình lên từng quả bóng, rồi mỗi quả sẽ được kết thành chùm lớn và thả bay lên trời. Những chùm bóng bay đầy màu sắc lơ lửng trên không trung với ý nghĩa tượng trưng cho những ước mơ sẽ được bay cao bay xa, khiến cho rất nhiều người thích thú. Nhưng mới đây đã có một ý kiến phản đối hành động này. Ý kiến này xuất phát từ tâm thư của một em học sinh lớp 5 có tên là Nguyễn Nguyệt Linh. Em viết: Hà Nội ngày tháng 5, kính thưa thầy cô hiệu trưởng, con là Nguyễn Nguyệt Linh, chuẩn bị năm nay là con lên lớp 6. Con được biết là hàng năm khi bắt đầu khai giảng, nhà trường thường cho các lớp thả bóng bay lên trời. Nhưng khi thả bóng lên thì các chú chim hoặc động vật khác nuốt vào, có thể bị chặn đường ruột và dẫn đến chết đói. Còn khi bóng bay rơi xuống đất hoặc biển thì những chú rùa biển và các loài sinh vật biển khác sẽ bị nhầm lẫn giữa bóng bay và sứa biển. Con nghĩ rằng nhà trường có thể ngừng thả bóng bay và hạn chế số lượng bóng bay vào hôm khai giảng được không ạ? Con chỉ muốn gửi thông điệp thả bóng bay lên trời, bay cao ước mơ của các học sinh nhưng giết ước mơ của bao chú chim và rùa biển. Tâm thư này đã được em Linh viết và gửi email cho hơn 40 trường học tại Hà Nội. Ngay sau khi bức thư này được gửi đến các trường học, đã có 2 trường trên địa bàn Hà Nội phản hồi và cam kết sẽ không thả bóng bay mỗi dịp khai giảng hay lễ hội. Được biết, việc thả bóng bay lên trời là nguy hại lớn tới môi trường, đặc biệt là động vật, những sinh linh không có khả năng tự vệ trước tác động của con người. Ngoài ra, việc thả bóng bay có thể gây mất an toàn với ngành hàng không, vì bóng bay có thể bay vào các đường dây điện có thể gây cháy nổ và chập điện. Việc thả một lượng lớn bóng bay cũng rất tốn kém, vì khí heli sẽ bị thất thoát một cách lãng phí. Ngay sau khi tâm thư này được đăng tải đã được chia sẻ rộng rãi và nhận được rất nhiều bình luận. Yêu bé nhỏ quá, giá mà ai cũng nghĩ được như con. Đọc mà thấy cảm động, thay vì yêu thích vẻ đẹp mộng mơ đầy màu sắc trên bầu trời, thì bạn nhỏ này lại nghĩ đến việc những con vật cần được sống khỏe và cần được tồn tại. Đây mới thật sự là con người có tình yêu thương, đáng học hỏi và ngưỡng mộ lắm. Rất cảm ơn em Nguyệt Linh về lá thư ngắn gọn xúc tích, nhưng đã gửi gắm được thông điệp rất ý nghĩa khiến cho nhiều người phải suy ngẫm. Chúng mình là S News, các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật thông tin một cách nhanh nhất.